ngày mai ngày kia thì có demo các bác thì biết rồi. Đấy. Rất là ghê luôn. Nhiều đêm khắc khoải, có cả Martin audio này. Một bát 30 một tấc phèn và y bệnh này. Chưa sóng và thương đau, từng đêm mưa giăng sâu. Khi nước mắt ban đầu mình đã khóc cho nhau. Niềm tin chấm nở, mình thương nhau từ nhỏ. Lần lượt xong bắt đầu là dọn một kho này. Cũng đành thôi tạm từ. Cuộc tình như ong bướm vờn bên hoa, và khi hoa phai tàn, ong bướm bay theo đàn để tròn kiếp ly tan. Nhưng thôi nhắc lại. Đau đớn. Là sau khi bê vào trong nhà này các bác này. Đầu tiên là sâu Martin này, sâu Martin Protect này. Đấy. Martin Audio Non-Tone này. Non-Tone này. Cái này thì nhái của Martin này. Đấy. Đây là sâu Martin Protect này. Đấy. Cái này mất tem này. Basic này, Ibic. Martin Audio. Martin bộ thần này. Jamba loại Martin đâu phải Martin bình thường đâu. Đấy. Thùng thì kiểu kiểu tựa như nhau nhé. Thùng tựa như nhau nhé. Đó, các bác nào quan tâm gì đấy, hàng bãi về là về nguyên chất này, về bụi bẩn này, sức sát này. Đó. À, có cả dòng BB đây, rất nhiều. Có hổ cho các bác lựa chọn. Rất nhiều. Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là rất là nhiều loa bãi nhé. Thì hôm nay là em rảnh rỗi một chút, có chút thời gian rảnh thôi bắt đầu nên sóng với các bác. Còn thường thường mọi hôm các bác gọi là không kịp nhà máy đâu. Đây là loa DE này, TH12/78 này, rồi là CTM này, đó CTM, đây là CTM này, 30 một kèn nhá, họng kèn rất lớn này, kèn to. Thì hôm nay là quay với các bác, khoe với các bác một chút xíu, đấy, có khá nhiều loa bãi về, 30, 40, có cả mới, hàng mới thì bán thêm luôn. Đây là Martin này, Backlin này, đây là Imix này, đó Imix này, đó, đây, đó. Đấy, các bác thấy luôn. Nhiều cái đen thui luôn này. Đây, CTM này. Đấy, đây là DE Acoustic này. Đấy, CTM này. Rất nhiều loa bãi như cái này. Nó còn có đèn báo công suất như cái gì đây. Power đạt đỉnh 300W là cái đèn này nó sáng. Đấy, hay cái loa nó có bóng đèn là 6 đít nhỉ. Đây là rất nhiều 30 nhá. Đây dòng này dòng Martin này. Martin và có nhiều nữa. Đây, Backlin 12 này. Đời 12 có 12 thường, 12 cộng. Nay khoe các bác một chút xíu. Còn ngoài này nữa. Và xin lấn sân sang BOB một chút xíu. Các bác nào có quan tâm thì có rất nhiều. À, chỗ này ánh sáng hơi tối tí. Đây. Kiếm cứu gì đấy? Vâng. Đây, trước mặt các bác đây nè. 30. Có cả 40. Rất nhiều nha, cả Martin 40. Có rất nhiều, và ngoài này nữa thì có là cả BOB. Này các bác thấy luôn BOB. TD tai chèng này, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Đây các bác xem nha. DE nha. Và đây là lưới này, lưới của DE này. Lưới DE Acoustic. Và đây là lưới, nhiều cái lưới này nó bị mất tem này, các bạn cũng biết rồi.
nhiều cái lưới về nó mất tem. Và như bên cạnh đây, đây chiếc này CTM đấy, còn tem nhé. Đây các bác biết thêm thông tin của sản phẩm. Đây mà mát gì bên Nam gì mát 40, một mát 40 một kèm. Cái dòng rất là khủng. Dòng này rất giống dòng của HK Audio của Đức, rất là giống, rất là giống. Rất nhiều loa xịn cho các bác tham khảo. Hôm nay là em cùng với âm thanh Trần Ngoan, âm thanh Kim Yêu, âm thanh Trần Ngoan liên kết hợp tác để chia sẻ với các bác. Còn sau này thì khi showroom cũ của âm thanh Kim Yêu sửa xong thì sẽ có nhiều mặt hàng mới để mời các bác cùng tham khảo. Hôm nay là quay giới thiệu nếu mong các bác chút xíu thôi. Nhiều cực kỳ luôn. Này. Đấy. Không có kịp thời gian nên là đấy các bác thấy không? Thùng tháo hết ra, bát tháo hết ra. Không có kịp thời gian để mà nắp lên để bán cho các bác. Mà đến mức là bây giờ đang làm dở thôi, no không đăng video, đăng lên chút để các bác xem toàn hàng mới, không có hàng bãi các bác hỏi. Và cạnh đây thì có một ít bát 50 rời nhé, hàng bãi xịn, nên các bác nào quan tâm thì hẹn trực tiếp. Nếu các bác thấy luôn là tem cũng như là lưới căng của BB về khá nhiều, vứt na liệt này, na liệt luôn. Rất nhiều các bác hỏi thăm là có loa bãi này nọ gì không thì em báo hôm nay là nhá hình các bác chút xíu hơn thôi, chứ còn thời gian là không có nhiều. Đây các bác thấy luôn là loa tháo hết tất cả ra và mỗi người một công đoạn. Bây giờ thời gian đâu mà để thời gian đâu mà quay từng cái loa một cho các bác, nên là nhiều các bác gọi em còn không kịp nghe máy điện thoại. Đó, nên là các bác nào quan tâm thì hãy gọi trực tiếp nhá, chứ còn thời gian em không có nhiều lắm đâu, làm ngày làm đêm còn không hết được việc. Đấy. Đấy, thật nằm ngày nằm đêm không hết được việc mà các bác cứ gọi hỏi suốt mà sao đợt này ít đăng loa bãi thì thời gian không có thì đăng làm sao được. Tranh thủ tối hôm nào về quay được ít hàng mới thì đăng lên thôi, chứ còn hàng bãi là không có thời gian mà quay mất thời gian lắm. Đây thì thôi, xin chào các bác, hẹn các bác trong clip lần sau này là quay các bác xem này. BMB 455 850 đấy, 850, 880, rồi là 1.000, 2.000, đây các bác thấy luôn, bát 7 na liệt luôn. Từ đây ra tận cửa này, độc BB, nhiều thôi rồi Tổ quốc chúng ta ơi, đúng không nha. Nhiều cực kỳ luôn, cái thời gian đâu mà ngồi quay từng cái một. Thì các bác nào quan tâm thì hãy gọi trực tiếp nhé. Các bác có thể đến trực tiếp showroom cửa hàng của ông Thanh Trần Ngoan qua địa chỉ tại quốc lộ 38, thành phố, quốc lộ 38, Phương Triệu, thành phố Hưng Yên. Đấy. Và là ngã tư cầu Hưng Hà Thái Bình với cầu Hưng Hà đấy là được rồi. Xin chào các bác, hẹn gặp các bác clip lần sau. Hôm nay nhiều hàng quá, nói thật là định là không quay, nhưng mà nhiều các bác gọi có hỏi thì thôi, nay nhá hình các bác chút. Rất là nhiều loa xịn, loa bãi, loa cao cấp về anh em, mỗi anh em một công đoạn. Đấy, người thì tiếp khách, người thì đóng hàng gửi đi, người thì tân trang bông má này, đem loa bãi về nha. Này thấy không? Này các bác thấy không? Rất là vất vả, cực kỳ là khổ nhục để cho các bác được những sản phẩm chất lượng âm thanh tốt. Rồi, hẹn các bác clip lần sau nhé. Hôm nay nguyên thuyên tí. Rất nhiều. Rất nhiều.